Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Liên quan tới vụ cô gái 21 tuổi bị sát hại, công an tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị đang nỗ lực truy bắt nghi phạm trong vụ án giết người xảy ra tối qua tại bản Phiêng Áng, xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên. Người bị truy bắt là Lò Văn Xương, 23 tuổi, ngụ xã Nong Hẻo, huyện Sìn Hồ. Theo Công an tỉnh Lai Châu, tối ngày 5 tháng 3, sau khi tiếp nhận thông tin về vụ án, đơn vị đã triển khai lực lượng khám nghiệm hiện trường, truy bắt nghi phạm. Đến sáng ngày 6 tháng 3, Công an Lai Châu đã huy động hơn 400 người gồm cán bộ chiến sĩ, dân quân và lực lượng an ninh bản truy tìm đối tượng Lò Văn Xương. Đại diện Công an tỉnh Lai Châu cho biết, do tính chất nghiêm trọng của vụ án, trực tiếp đại tá Phạm Hải Đăng, phó giám đốc Công an tỉnh đã đến hiện trường chỉ đạo ban chuyên án truy xét quyết liệt. Tuy nhiên, công tác truy tìm nghi phạm gặp nhiều khó khăn vì địa hình núi rừng rậm rạp. Vị này cho biết, công an tỉnh đã huy động hơn 400 cán bộ chiến sĩ và dân quân an ninh thôn bản chốt chặn. Địa hình truy tìm là núi rừng rậm rạp gây khó khăn cho công tác truy tìm. Tuy nhiên, lực lượng công an quyết tâm bắt bằng được đối tượng Lò Văn Sương. Như đưa tin, khoảng 19 giờ 15 phút ngày mùng 5 tháng 3, tại bản Phiền Áng, xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu, xảy ra một vụ án giết người, nạn nhân là một cô gái 21 tuổi. Theo đó, nạn nhân được xác định là chị Lò Thị Lờ, sinh năm 2003, trú tại bản Phiêng Áng. Đối tượng gây án được cơ quan công an xác định là Lò Văn Sươm, sinh năm 2001, trú tại bản Nậm Há, xã Nong Hẻo, huyện Sìn Hồ. Trước khi gây án, đối tượng mặc áo kẻ màu đen, quần bò màu đen, đi dép màu đen. Sau khi gây án, đối tượng này đã cầm theo dao bỏ chạy theo hướng xã Nậm Sỏ, nghi chạy sang huyện Sìn Hồ. Hiện lực lượng công an huyện Tân Uyên đang tập trung truy bắt đối tượng gây án. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu kêu gọi đối tượng gây án sớm ra đầu thú và đề nghị người dân cung cấp thông tin về đối tượng có đặc điểm nhận dạng như ảnh để phục vụ tiến trình điều tra sớm bắt giữ đối tượng gây án. Công an Lai Châu đề nghị người biết tung tích của Lò Văn Sươm có thể liên hệ phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lai Châu thượng tá Vũ Tiến Văn trưởng phòng số điện thoại 0915484838 hoặc nhắn tin trên fanpage của Công an tỉnh Lai Châu hoặc báo cho cơ quan công an nơi gần nhất. Liên quan đến vụ 4 nữ tiếp viên hàng không sách tay 11kg ma túy bị phát hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với các cơ quan chức năng khởi tố tổng cộng 183 vụ án và 502 bị can về nhiều tội danh khác nhau liên quan đến ma túy, xử lý hành chính 86 người liên quan. Bên cạnh đó, các đối tượng bước đầu thừa nhận trước khi bị bắt đã mua bán chót lọt 8kg ma túy đá 130 kg ma túy với tổng số tiền hơn 22.000 tỷ đồng. Sau một năm điều tra, đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra đã thu giữ trong đường dây này là hơn 165 kg ma túy, 10 khẩu súng và nhiều hung khí khác. Trước đó, vào lúc 8 giờ 45 phút ngày 16 tháng 3 năm 2023, qua soi chiếu hàng hóa hàng ngày, Tri Cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện một thùng hàng có khối lượng khoảng 60 kg, gồm 4 vali của các tiếp viên nên kiểm tra. Hải quan phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra, phát hiện 4 vali. Ngoài đựng vật dụng cá nhân, 4 vali có tổng cộng 327 tuyếp ma túy, kem đánh răng chưa mở, nhiều nhãn hiệu, mỗi loại đựng trong hộp riêng và 17 chai nước súc miệng khi kiểm tra bên trong các tuyếp kem đánh răng nói trên, phát hiện 157 tuyếp chứa tổng cộng 11.284,57 gam ma túy các loại ketamai và MDMA. Ngay hôm sau, Tri Cục Hải quan Cửa khẩu Sân bay Tân Sơn Nhất đã chuyển hồ sơ vật chứng vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Căn cứ điều tra, ngày 21 tháng 3 năm 2023, các cơ quan hữu quan đã họp đánh giá toàn diện tài liệu, chứng cứ thu thập được và đối chiếu các quy định của pháp luật, bước đầu xác định. Khi bốn tiếp viên hàng không nói trên lưu trú tại Pháp, một người Việt Nam nhờ vận chuyển 327 tuyết kem đánh răng và 17 chai nước xúc miệng về Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất để gửi cho người nhà. Công an làm rõ, nhiều đối tượng lợi dụng người Việt Nam học tập, định cư tại Pháp có nhận dịch vụ gom hàng chuyển phát nhanh hàng hóa quốc tế để vận chuyển ma túy về Việt Nam. Sau đó chúng sử dụng dịch vụ giao hàng nhanh trong nước để đưa số ma túy này giao về cho một người tại Đồng Nai. Từ Đồng Nai, ma túy được phân thành từng kiện hàng giao cho các đối tượng tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương để tiếp tục chia nhỏ, tiêu thụ tại nhiều điểm tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành khác. Quá trình truy bắt các đối tượng trong chuyên án gặp nhiều khó khăn do các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn đối phó tinh vi, sử dụng dịch vụ giao hàng công nghệ để giao nhận ma túy. Các tiếp viên này không biết bên trong 327 tuyếp kem đánh răng nhận vận chuyển có 157 tuyếp đã được đối tượng pha trộn và cất giấu ma túy. Do đó, không đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự. Sau 10 tháng truy xét, công an đã triệt phá thành công 150 đường dây ma túy. Kết quả điều tra cũng chứng minh được 3.000 tài khoản thể hiện các nhóm này đã giao dịch 22.000 tỷ đồng. Theo Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, để đạt được kết quả trên có sự phối hợp hiệu quả giữa lực lượng hải quan và công an. Đây sẽ là đường dây ma túy lớn nhất trong lịch sử ở nước ta. Công an thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa bắt giữ Lê Quốc Tuấn, 40 tuổi, trú tại xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, là đối tượng dùng dao khống chế người phụ nữ hiếp dâm, cướp tài sản. Thông tin ban đầu cho biết tháng 12 năm 2023, sau khi chấp hành xong án phạt tù về tội trộm cắp tài sản. Tuấn khai bị nhiễm bệnh HIV, nghiện ma túy, không có chỗ ở, nên từ Hà Tĩnh vào Đắk Lắk xin ở nhờ nhà chị ruột tại xã Ea Cao, thành phố Buôn Ma Thuột. Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 29 tháng 2, sau khi sử dụng ma túy đá, Tuấn nảy sinh ý định hiếp dâm, chiếm đoạt tài sản của một người phụ nữ ở trên địa bàn xã Ea Cao. Trưa cùng ngày, đối tượng Tuấn đội mũ lưỡi chai, đeo khẩu trang và mang theo hai sợi dây dù, một con dao dài 40 cm đi bộ ra nhà người phụ nữ đã nhắm từ trước. Tại đây, thấy người phụ nữ ở một mình trong phòng khách, Tuấn liền đi đến kề dao vào cổ khống chế nạn nhân để thực hiện hành vi hiếp dâm. Chưa dừng lại, Tuấn còn trói tay chân và dùng băng keo dán bịt miệng để nạn nhân không la hét được. Khi thấy trên cổ nạn nhân có đeo một sợi dây chuyền vàng, Tuấn liền dùng tay giật đứt sợi dây chuyền. Trong lúc bị đối tượng khống chế để thực hiện hành vi thú tính, nạn nhân tìm cách chống cự quyết liệt. Trong lúc giằng co, nạn nhân bị lưỡi dao cứa vào ngón tay cái gây thương tích chảy máu. Khi đối tượng chưa thực hiện được hành vi đồi bại, nạn nhân đã kịp thời cởi được băng keo và khóc, la hét lớn. Lo sợ bị phát hiện, Tuấn mặc lại quần áo rồi cầm sợi dây chuyền vàng cùng hung khí bỏ chạy thoát thân. Trên đường bỏ trốn, Tuấn còn đột nhập nhà trọ của sinh viên ở phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, trộn cắp một chiếc laptop. Gây án xong, Tuấn mang sợi dây chuyền đến một tiệm vàng ở phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, bán được 11 triệu đồng. Khoảng 19 giờ cùng ngày, Tuấn mang theo chiếc laptop đón xe khách bỏ trốn đến tỉnh Trà Vinh và tiếp tục trốn đến tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lãnh đạo công an thành phố Buôn Ma Thuột đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự cử một tổ công tác đến tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đến 23 giờ ngày 3 tháng 3, sau 3 ngày đối tượng bỏ trốn, một tổ công tác của đội cảnh sát hình sự công an thành phố Buôn Ma Thuột đã bắt giữ Tuấn khi đang đến thuê nhà nghỉ ở xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Được biết, Đối tượng Tuấn từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và nghiện ma túy từ nhiều năm nay. Công an huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh xác nhận thông tin đã bắt giữ Hoàng Đình Tuấn sinh năm 1984, quê Thanh Hóa còn gọi là Tuấn Phò Mã để điều tra về tội đánh bạc. Vụ việc đang được các lực lượng chức năng huyện Yên Phong và Bắc Ninh tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định. Hoàng Đình Tuấn thường được gọi là Tuấn Phò Mã hay Tuấn Phò Mã 36. Trước là một tài xế ô tô, hơn một năm trở lại đây, Tuấn trở thành hiện tượng trên mạng xã hội với những clip quay lại quá trình làm việc của cảnh sát giao thông, thu hút rất nhiều lượt xem, chia sẻ và bình luận. Trên mạng xã hội Facebook, TikTok hay YouTube xuất hiện rất nhiều clip của Tuấn Phò Mã hay Tuấn 36. Tuấn chuyên quay các video cách né cảnh sát giao thông và giải thích về luật giao thông đồng bộ. Tuy nhiên, nhiều clip của Tuấn Phò Mã cũng ghi lại cảnh người này xin lực lượng chức năng bỏ qua lỗi vi phạm của người đi đường đang nói trên các clip, khi thấy sự xuất hiện của Tuấn Phỏ Mã, nhiều tổ đội cảnh sát giao thông lại ngay lập tức bỏ qua vi phạm. Thậm chí có cả hình ảnh tổ công tác đang đứng làm nhiệm vụ, nhưng thấy xe của Tuấn Phỏ Mã đi qua, liền vội thu bàn ghế chuyển đi nơi khác. Kênh TikTok của Tuấn Phò Mã có tới 3,7 triệu lượt thích và hơn 300.000 người đăng ký theo dõi. Các clip của người này ngoài quay hình ảnh của lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, còn có nội dung bán máy cạo dầu thu hút sự chú ý của hàng trăm nghìn người xem. Dù Tuấn đăng tải các video clip như vậy, nhưng theo tìm hiểu, người xưng là Tuấn Phò Mã không có mối quan hệ mật thiết nào với cán bộ cảnh sát giao thông. Người này cố tình làm xấu hình ảnh của lực lượng công an. Một cán bộ cảnh sát giao thông cho biết, theo tìm hiểu, Hoàng Đình Tuấn, quê Thanh Hóa, từng có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, vào ngày 10 tháng 4 năm 2014, Hoàng Đình Tuấn bị công an thành phố Biên Hòa Đồng Nai bắt khẩn cấp về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến ngày 16 tháng 12 năm 2014, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã tống đạt cáo trạng truy tố Hoàng Đình Tuấn, quê Thanh Hóa về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài mạng xã hội TikTok, Facebook thì còn một website www.tuấnphòmã36 ghi là hộ kinh doanh TPM Shop với thông tin liên hệ là số điện thoại di động và dẫn nguồn tới fanpage Tuấn Phò Mã 36 tới mạng xã hội Facebook. Trên website này cũng bán đủ các sản phẩm máy cạo dâu, mũ cối, sim, bảo hiểm các loại nhưng khi gọi điện vào số điện thoại trên website thì có một người đàn ông nói là nhân viên của anh Tuấn vào mã 36 và đó là điện thoại của anh Tuấn nhưng mới đi ra ngoài. Có mua hàng họ sẽ ship sản phẩm cho, còn các việc khác thì tí sẽ nói anh Tuấn gọi lại sau, sau đó không thấy người này liên lạc lại. Công an thành phố chính thức có thông tin về vụ việc nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn vượt mức kịch khung, nói mình là cháu gái bộ trưởng bộ công an Cụ thể, vào khoảng 23 giờ ngày 5 tháng 3, trên phố Trần Cung, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội, một nữ tài điều khiển xe Kia Santos biển kiểm soát 30H119XX được cho là đã không cẩn thận và va chạm với nam thanh niên chạy xe máy Dream biển kiểm soát 30Z568XX. Khi nam thanh niên gõ cửa xe hỏi chị đi kiểu gì thế, bất ngờ nữ tài xế đã lớn tiếng mắng chửi và có ý định tấn công nam thanh niên. Khi được can ngăn, nữ tài xế còn lớn tiếng nói là cháu gái của một bộ trưởng. Nhận được tin báo, đội cảnh sát giao thông số 6, phòng cảnh sát giao thông đã có mặt giải quyết và khuyên ngăn hai bên tuân thủ pháp luật và ứng xử có văn hóa. Đáng nói, khi được can ngăn, nữ tài xế còn lớn tiếng nói là cháu của Bộ trưởng Bộ Công an và gọi công an là thằng. Hành động này đã gây khó chịu cho tất cả mọi người chứng kiến nên người dân đồng loạt chặn đầu xe yêu cầu lực lượng chức năng test nồng độ cồn đối với nữ tài xế tại nơi xảy ra sự việc. Ban đầu xác định, người điều khiển ô tô là chị LHT ở quận Tây Hồ, Hà Nội và người điều khiển xe máy là anh NVA ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Kiểm tra nồng độ cồn với chị LHT cho kết quả 0,573mg trên lít khí thở. Anh NVA không có nồng độ cồn. Tiếp đó, cảnh sát giao thông đã đưa hai lái xe vào bệnh viện để xét nghiệm máu, kiểm tra chất kích thích và tạm giữ hai phương tiện nói trên. Cùng với đó, chúng tôi cho test cả ma túy, nhưng người này âm tính với ma túy vị chỉ huy đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 cho hay. Về thông tin, người phụ nữ vi phạm nồng độ cồn này được cảnh sát giao thông đưa lên xe ô tô ngồi. Chỉ huy đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 cho biết, trong lúc tranh cãi với nam thanh niên đi xe máy, người nhà của nam thanh niên này có mặt tại hiện trường rất đông. Để tránh tình trạng quá khích dẫn đến hậu quả đáng tiếc nên tổ công tác đã đưa người phụ nữ này lên xe ô tô. Thông tin lái xe này là người nhà của ai đó nên chúng tôi bảo vệ là không chính xác, Lúc này người nhà của nam tài xế đi xe máy ra hiện trường rất đông. Để tránh tình trạng xô sát không đáng có, chúng tôi đã đưa người phụ nữ này lên xe. Sau khi xảy ra vụ việc, một số trang mạng xã hội đưa tin chị LHT tự xưng là cháu của Bộ trưởng Bộ Công an. Lực lượng chức năng đã xác định chị LHT không có bất kỳ quan hệ gì với Bộ trưởng Bộ Công an. Hiện phòng cảnh sát giao thông đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc và xử lý theo quy định pháp luật liên quan đến vụ tai nạn giao thông làm 5 người tử vong tại chỗ, mới đây cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can tạm giam đối với Lê Văn Tân, sinh năm 1985, trú tại thôn Cậy Sơn 1, xã Hoành Sơn, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, quy định tại khoản 3, điều 260 Bộ luật hình sự. Lê Văn Tân là người điều khiển xe đầu kéo, biển kiểm soát 15C07526 kéo theo rơ móc biển kiểm soát 15R00896 gây ra vụ tai nạn khiến 10 người thương vong tại km 150-850 đường Quốc lộ 2 thuộc thôn Đồng Cầu, xã Tứ Quận, Yên Sơn, Tuyên Quang vào sáng ngày 5 tháng 3. Trước đó khoảng 1 giờ 36 ngày 5 tháng 3 tại km 150-850 Quốc lộ 2 thuộc thôn Đồng Cầu, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang Xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ giữa xe ô tô đầu kéo biển số 15C-07526 kéo theo semi Romoc biển kiểm soát 15R-00896 do tài xế Lê Văn Tân điều khiển với xe ô tô chở khách biển kiểm soát 23F-00058 do anh Phan Văn Quý, 41 tuổi, trú tại tỉnh Hà Giang điều khiển. Vụ tai nạn làm 5 người đi trên xe ô tô khách tử vong tại chỗ, một người tử vong tại bệnh viện, ba người bị thương đang điều trị tại cơ sở y tế sau khi nhận được tin báo lãnh đạo công an tỉnh tuyên quang đã chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khẩn trương tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm phương tiện liên quan đến tai nạn giao thông đồng thời tiến hành các hoạt động tố tụng khác theo quy định của pháp luật để làm rõ nội dung vụ việc và người vi phạm hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ Mới đây, một lãnh đạo công an quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội thông tin, lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra xác minh vụ hai kẻ côn đồ hành hung dã man tài xế taxi G7. Anh T, người nhà của nạn nhân cho biết, tài xế taxi đã tử vong vào chiều ngày 5 tháng 3 do chấn thương sọ so não. Hiện giờ gia đình đang lo hậu sự cho anh tôi. Anh T cho biết nạn nhân qua đời vào khoảng 15 giờ chiều ngày 5 tháng 3. Thời điểm trên, anh Lưu Xuân Trường, sinh năm 1980 ở tỉnh Thái Nguyên, điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 30E 62539 đã bị hai đối tượng đi xe máy biển kiểm soát tỉnh Thanh Hóa chặn đầu xe. Khi anh Trường xuống xe đã bị hai đối tượng hành hung dã man, dẫn đến chấn thương sọ não nặng. Sau khi nhập viện khoảng một ngày thì nạn nhân đã qua đời. Cũng theo chỉ huy Công an quận Tây Hồ khẳng định, lực lượng chức năng đã vào cuộc điều tra từ tối ngày 4 tháng 3 và đang tiến hành xác minh theo quy định. Liên quan đến sự việc trên, luật sư Nguyễn Anh Thơm, trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, vụ việc dưới góc độ pháp lý như sau: Tính mạng con người là điều cao quý và quan trọng nhất. Mọi hành vi tước đoạt tính mạng người khác trái pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm minh nhất. Vụ việc tài xế taxi hãng G7 nghi bị hai thanh niên điều khiển xe mô tô đánh tử vong rất thương tâm ở đường ven hồ Tây đã gây bức xúc và phẫn nộ trong dư luận xã hội. Cũng theo luật sư Thơm, nguyên nhân vụ việc sẽ được cơ quan điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, sau khi xem xét vụ việc, theo quan điểm của luật sư Thơm, rất có thể do mâu thuẫn tham gia giao thông, hai đối tượng đã điều khiển xe mô tô đuổi theo chặn lại và hành hung lái xe. Đoạn đường ven hồ Tây hẹp, thời điểm xảy ra vụ việc lúc tan tầm, đông người qua lại nên rất dễ xảy ra va chạm giao thông. Dù lái xe ô tô có va chạm hay mâu thuẫn gì thì việc hai đối tượng sử dụng vũ lực đánh tử vong lái xe là không thể chấp nhận được, cần xử lý nghiêm. Trường hợp có mâu thuẫn hay va chạm giao thông gây thiệt hại đến tài sản, sức khỏe thì phải thông báo cho cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật. Luật sư Thơm cho hay, xét hành vi của hai đối tượng rất có thể do mâu thuẫn giao thông đã sử dụng vũ lực đánh nạn nhân chấn thương soạn não, tử vong dã man, đã cấu thành tội giết người. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm N khoản 1 điều 123 Bộ luật hình sự. Rất nhiều các vụ việc sử dụng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn va chạm giao thông đã được hệ thống tòa án khắp cả nước xét xử rất nghiêm minh.